Ở đây thì các ngôi mộ được xây một cách trang nghiêm như thế này, và ở đây có ngay cả những cái án hương như thế này nè. Và đây là chắc có lẽ là cá ông bự nè. Thôi chúng ta thấy điều gãi gác nè. Và mỗi lần con cá ông đi thì có một cặp cá đao để bảo vệ ông và một cặp mực. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với một anh ngư dân ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để tìm về những ngôi mộ của cá ông, hay còn gọi là cá voi, một trong những loài cá mà người làm biển hay những ngư dân họ luôn tín ngưỡng và tôn thờ. Đặc biệt khi gặp những loài cá này lụy thì họ không ăn mà đem lên chôn. Và để hiểu thật hư cái câu chuyện mà loài cá chết chôn như loài người như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ cũng như là anh Tiến để tìm hiểu về một cái sự tích cực kỳ độc đáo ở miền Tây này nha, cũng như là những chuyện tín ngưỡng ở nơi này. Bây giờ mình sẽ đi ha. Trong hang ta dời ra. Đó, hai mỏ đằng đó hả? Chắc nó dời rồi, bị quân đội nó dời. Hai ngôi mộ cá, và đây người ta cho là có cá voi thì tấp vô cái hang này, và hai con cá này mất luôn và người ta đã xây mộ thờ. Và thật hư như thế nào mời cậu bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Dạ. Ủa, mộ xanh xanh đó hả? Ủa sao nhỏ vậy anh? À, đây là anh Tiến, người dân địa phương ở đây. Thì trong cái việc mà những người ngư dân mà họ đi biển á, thì họ luôn tin tưởng về cá voi. Và người ta cho là cá voi thì những người ngư dân thì gọi là cá ông, để thể hiện sự tôn kính. Không nào anh. Mộ đều cá ông hết trơn á. À. Một cái khu mộ luôn ha. Mộ cá cô bác quý anh chị. Ôi. Ôi. Đây là tất cả các khu mộ của cá ông nè. Mình thật là bất ngờ luôn á. Cá ông chết ngày 16 tháng 5 2012, chủ ghe Sinh Quyên cùng anh em ngư phủ lập mộ. Ở đây là cá ông chết ngày 16 tháng 5 2012 luôn. Ở đây có những cái núm mộ, tưởng đâu là mộ của người nhưng mà đây là mộ của cá hết à. Năm 2008. Đây chủ ghe Sinh Quyên năm 2011. Ở đây thì người ta lập mộ cho cá giống như là cho một người đã mất vậy. Nói về việc cá voi, người ta, những người ngư dân, người ta rất là tin tưởng. Và nếu như mà chủ ghe nào á mà gặp được cái cá ông mà chết á, thì chủ ghe đó bắt buộc phải đem về và phải chôn như thế này. Thì trước đây Bùi Hồ có đi đến một cái làng chài ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì cũng có một cái nghĩa địa của cá, nhưng mà ở đó thì các ngôi mộ thì được đắp bằng cát và sau chôn 3 năm thì người ta sẽ cải táng lên. Nhưng mà không ngờ ở đây thì các ngôi mộ được xây một cách trang nghiêm như thế này, và ở đây có ngay cả những cái án hương như thế này nè. Và đây là chắc có lẽ là cá ông bự nè, và đây là cá ông nhỏ. Ở bên đây thì chắc có lẽ là người ta sẽ mình thấy ở đây có hai cái nấm mộ luôn đó. Thì những người nào mà phát chủ ghe đầm thắm 2011 nè đó, cô bác quý anh chị thấy lạ không, những cái mộ như thế này là những mộ của con cá đó. Thì trước đây thì có mình ở Sóc Trăng thì có mộ của heo năm móng
ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu thì bùi hồn có quay về mộ của cá ông, nhưng nghĩa địa của cá ông ở đó thì nó chỉ là những con cá được chôn bằng những cái nấm mộ, bằng những cái mô cát thôi. Và sau đó thì người ta sẽ cải táng lên, người ta sẽ lấy xương để đem vô thờ ở trong cái nhà thờ cá ông. Nhưng mà ở đây các nấm mộ này được chôn một cách cẩn thận và trang nghiêm như thế này. Ở đây thì không khí ở đây rất là vắng nha cô bác quý anh chị. Đây là một cạnh bên đây là một cái dãy núi nè. Bên đây nữa anh đi. À, trong cái tín ngưỡng của ngư dân đi thuyền đi biển anh Tiến, thì việc mà tín ngưỡng cá ông như thế nào anh Tiến ha? Cá ông hồi xưa thì nó cá ông hồi đó thì ở ngoài nó tấp vô. Cái ngư dân ở đây người ta mới thấy á. Bắt đầu người ta thành lập cái mộ cho những cá ông này nè. Mấy mộ này đều có cá ông. Đó là một cá voi nhưng mà người ta tôn kính, người ta gọi là cá ông luôn. Đúng. Và anh có biết gì về sự tích về cá ông, những cái câu chuyện mà cứu ngư dân không? Cái cứu ngư dân á thì cái sự tích thì cái này mình cũng không biết, tại vì nó ngoài biển tự nhiên nó tấp vô đây không ngay chân cái kẻ hòn mà nè, kẻ đây nè, nó tấp vô cái dân thấy bắt đầu mới bắt đem lên á, kinh sát bên đây để chôn nè. Thành lập mộ. Bên đây là gì anh? Bên đây trước đi. Cái này là cái miếu thờ ha. Có một cái sự tích gần thì mỗi khi mà cá ông đi á thì đều có một cái cặp cá đao và hai con mực khổng lồ, đúng không anh? Và cái nhiệm vụ của cá đao là bảo vệ cá ông, cũng như là mực bảo vệ cá ông. Này một chút xíu nữa Bùi Hồ sẽ chia sẻ cô bác quý anh chị ha. Đây là một cái miếu thờ. Rồi. Miếu thờ cá ông. Miếu thờ cá ông luôn hả? Ở đây thì có những cái bài vị luôn á. Đây là những cái mảo, nhưng mà ở đây chắc có lẽ là mọi người ở đây người ta ít lại để mà chăm sóc á. Bây giờ thì chắc có lẽ mời cô bác quý anh chị vô đây ha. Thì mình sẽ nói tiếp về cái câu chuyện mà cá ông. Thì khi mà một cái chiếc ghe nào chìm đó thì trong lòng những ngư dân thì người ta sẽ nghĩ là cá ông sẽ kịp cứu vớt, thì những cái con cá ông này sẽ cứu vớt ngư dân. Và có rất là nhiều câu chuyện về liên quan đến cá ông như vậy. Đây. Đây là một cái hang núi, núi đá vôi. Rồi. Chúng ta thấy đều rải rác nè. Và mỗi lần con cá ông đi thì có một cặp cá đao để bảo vệ ông và một cặp mực. Nếu như mà những cái con cá khác mà muốn tấn công cá ông á, thì cặp mực có nhiệm vụ là phun mực và cá đao sẽ chém những cái con cá khác và bảo vệ cá ông. Nhưng mà nếu như mà những cái con cá, những cá ông mà không cứu ngư dân kịp á thì cá đao sẽ nhiệm vụ là chém con cá ông nguyên sinh luôn, chết luôn. Và đó là một cái câu chuyện mà khi cá ông mất thì thường có một cái cặp cá đao sau một thời gian sẽ chết theo. Và đặc biệt những cái con cá ông mất thì ruồi không bao giờ nó bu vào, đúng không anh Tí? Ở đây là một cái hang động lớn ha, một cái hang dơ. Ở trên đây chúng ta nghe chi chích những cái tiếng của con dơ ra. Ở đây có một cái lồng hang này rất là lớn ha. Ở đây là người ta thờ những cái cục đá là sao ta? Hồi xưa cũng đây cũng có chôn nữa, nhưng sau này ta dời. Chứ ta dời đâu thì mình không dành. Ở đây có rất là chắc có lẽ là những cái ngôi mộ của cá không á? Đúng không anh? Những cái mô đất như thế này là những ngôi mộ của cá hết à? Anh Tiến nói là hàng năm thì khách ở những cặp phương mà ngư dân họ đến đây nhiều lắm hả anh Tiến? Đúng rồi, nhiều lắm, để người ta mà đốt nhang á. Giái cầu sinh á. Dạ. Ở đây chắc có lẽ là như anh Tiến chia sẻ đúng đó. Ở đây có một cái mô đất rất là cao ở giữa một cái lòng núi như thế này. Thì ở đây chúng ta có thể nhận thấy được những cái chân nhang cắm khắp nơi. Ở đây thì ở trên này nghe tiếng vơ dơ kêu rất là nhiều. Chi chích ở trên đó. Đây nữa nè. Có nghĩa là những người nào mà có điều kiện về kinh tế á thì họ sẽ chôn cái mộ bằng xi măng luôn. Còn những người nào mà không có điều kiện kinh tế thì là ngư dân thì gặp thì sẽ đem vào đây để mà đắp đất ở đây. Như ở đây chúng ta có thể thấy được cái sự
Đây là chắc có thể là cái mộ năm 2009 nè. Nó mình thấy cái chữ nó, những cái chữ nó mờ mờ hết à. Không có thấy rõ nữa. Đây là không biết là mình không biết là những cái bộ xương cá hay là đá ta. Cục đá mà. Đá. Ủa, hồi đó cũng có mộ luôn mà ta dời rồi. Mộ dời ra ngoài. À. Có mộ. Dời ra đó mộ đây. Anh Tiến nói là thường gặp ngư dân gặp cá không ở đâu? Cá không thì ở đầu kia, đầu bên đầu ngoài á. Mình qua bên đó mình coi luôn được không? Ở đây là một cái vùng khá là hoang vắng ha. Đây cho cô bác quý anh chị xem lần nữa ha. Đây là những mộ cá mà được cắt một cách trang nghiêm mà lần đầu tiên mình mới thấy như thế này. Ở đây thì nãy mình thấy ở đằng sau á của những cái tấm bia này nè là có hai cái nấm mộ luôn, là mình không biết á, cái tên thì nó vẫn giống nhau à, ngày mất giống nhau nè, chủ ghe Quyên Sinh giống nhau, Sinh Quyên, chủ ghe Sinh Quyên, cô bác anh chị lộn nha, giống nhau nhưng hai nấm mộ ở đây khác nhau nè. Ở đây thì đây, giống như ở đây đó. Cá ông lập mộ chủ ghe Sinh Quyên cùng anh em ngư phủ đồng lập mộ. Ôi ở đây có cái cây này nó mọc lên đây luôn à. Ở đây chắc có lẽ là cái cá ông này rất là lớn nên là nữ là phải hai cái nấm mộ như thế này mới hết à. Hả? Nên là nữ 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mình nghĩ là khoảng 6 cá ông đã chết ở đây và người ta đem lên đây để mà lập mộ ở chỗ này. Đi nhìn xa xa thì Bùi Hồ và cô bác quý anh chị không nhìn những cái tấm bia này á thì không biết đây là những mộ của cá ông đâu. Và để hiểu rõ thêm về nơi mà cá ông thường xuyên tấp vào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là anh Tiến ở đây, một cái người dân địa phương ở đây, đi lại nơi mà cá ông đã quyên sinh. Cá ông đã mất, người ta gọi là cá ông lụy. Chạy xe qua bên kia anh Tiến ha, hay là đi bộ qua? Đi bộ được ha. Ở đây nè, núi này là núi gì anh? Núi Cống Bà Tài. Dạ, núi Cống Bà Tài. À, núi Cống Bà Tài ha. Lần đầu tiên mà thấy được những ngôi mộ mà chôn mà có những cái mộ đá như vậy luôn á. Trước thì chôn trong hang, rồi sau này họ mới về, thấy nhiều quá vậy đó. Cứ đem gặp cá thì đem về đó ha anh. Đúng rồi, đúng. Có những nơi mà người ta lại cải táng, người ta đem lấy cốt á. À, ta đem vô thờ. À, còn này nó còn thịt còn bọng gì đó, nhưng mà nó đã sinh rồi thì ta vớt nguyên con vậy. Dạ. Yeah. Ta bao là lại đàng hoàng, bắt đầu ta lập cái mộ. Tất cả An Giang thì đa số là núi đá vôi là chính đó. Nên ở đây nó có một cái công ty gọi là công ty sản xuất xi măng ở Hà Tiên, như Kiên Lương, khai thác những cái tảng đá vôi như núi đá vôi như thế này nè. Mình nhìn xa xa ra coi tưởng đâu là mộ của những người không anh Tiên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhìn cao. À. Những người ngư dân mà người ta đi biển thuyền lớn người ta rất là tin tưởng luôn.
người ta từ đằng đó mà phải ghim lại đằng đó chôn ha, từ đằng này. Dạ. Ô, con chim gì đó. Đây tất cả ở cái vùng đất này thì biển nước mặn nên đa số cây chủ đạo ở đây đó là cây đước. Khác với vùng biển ở ngoài miền Trung thì cây chủ đạo là cây dương hoặc là những cây dừa. Thì ở đây thì đa số là cây đước. Tại vì nước mặn ở đây thì cái vùng đất ở này là vùng đất phù sa. Còn vùng đất ở ngoài miền Trung là địa hình là đồi núi với lại cát, nên cây dương nó sẽ chịu khô, còn cây đước này thì nó sẽ chịu phù sa và nước. Lúc nãy thì mình với lại anh Tiến đi qua bên cái khu vực bên kia, thì bây giờ thì không có lối đi và anh em phải bắt buộc đi ở trên cái khu vực này. Đây là đồi núi hiểm trở lắm. Năm nay cứ lội núi miết à, chinh phục những cái đỉnh cao. Ui dạ. Hai. Bước xuống dưới luôn. Okay, luôn. Ở đây là cái khu vực mà cá ông thường tấp vào nè cô bác quý anh chị. Thì mình nhận thấy á, về cái vị trí địa lý á, thì đây là giống như một cái eo biển. Và giờ khi mỗi khi mà cá ông mất á, thì gió nó sẽ thổi vào đây. Và việc những người như người dân họ đánh bắt ở cái khu vực gần bờ như thế này, gặp những cái con cá ông, ở đây là một điều hiển nhiên ha. Người ta nói là có thờ ắt có thiên, thì những người người dân họ thấy được cái sự linh thiêng nào đó trong nghề nghiệp á, nên họ thành lập những cái thờ và coi cái ông như là một cái con vật linh thiêng. Tìm thì tìm cho tận gốc luôn à. Đây nè, nghe gọi đồn rằng thì những người mà chủ ghe đó thì họ gặp cá ông mà xác cá ông mất đôi khi cũng là một sự may mắn á, tại vì có trời có phước ôi mới gặp được, có duyên lành mà đúng không anh hả. Rồi đây là cái nơi mà cá ông thường tấp vào ha, gác quá luôn. Biển Việt Nam thì đa số đầy rác thải như thế này à, nên việc mà sản vật biển á, nó cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường nhiều lắm. À. Ở đây là một cái eo biển. Hàng năm thì phát hiện cá ông tấp vô đây nhiều không anh Tiến? 2-3 năm mới có một con. 2-3 năm mới có một con. Gọi đây anh Tiến thở không rồi kìa. Hôm qua anh Tiến nói dắt mình đi xuống đây, anh Tiến ngại vô những cái khu vực này hả anh Tiến? Hả? Hả? Dạ. Anh ngại vô những cái khu vực này ha. Đúng rồi. Ở đây thường xuyên ở đó nó tấp. Tấp từ khúc mí đó, mí ngoài đó. Tấp vô đây. Chị dân quánh biển ở đây, người ta thấy người ta mới đem qua. Người ta kinh qua để người ta chôn cách thờ lại. Là những người đánh bắt gần bờ. Đúng, đúng rồi. Anh có từng chứng kiến cái ông bị tấp vô chưa? Có lại coi. Có lại coi hả? À, có. Nó có hôi không anh? Không, không. Không hôi hả? Không. Có gùi bu vô không? Không, không luôn, không có.
Đặc biệt cái ong mắt thì không có hôi, không gùi bu ha. Đúng rồi. À, nó chỉ sình lên thôi. Sình. À. Thôi, thôi một lần thì xin cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Thì đây là một trong những cái câu chuyện lạ của miền Tây, khi mà tin loài cá ong là một loài cá mà có thể cứu giúp những người khi ngư dân gặp nạn ở trên biển khơi. Và đó cũng là một điều tín ngưỡng tâm linh, coi như là một điểm tựa tinh thần trong cái quá trình đánh bắt xa bờ. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn anh Tiến đã hướng dẫn cho Bùi Hồ quay một nơi có lẽ là không phải người dân địa phương ở đây thì khó có thể mà tìm tòi và biết được. Cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Và chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha. Thì cái mong video clip này truyền tải cho cô bác quý anh chị những cái thông tin nào đó vô cùng đặc biệt ở những người ở những tín ngưỡng của ngư dân làng chài ở Kiên Giang cũng như là ở các vùng biển. Thì thật ra thì các vùng biển thì đều có nơi cái miếu thờ cá ong hết trơn cô bác quý anh chị. Rồi, thôi bây giờ dài anh Tiến ha.